được liên doanh trà ngàn phò phát triển, theo kế hoạch dài hạn China 2.0 lít của Blue Oval. Four Evos là dòng tên chủ lực của Blue Oval tại triển lãm Thượng Hải 2021. Dù tạm thời được xác nhận chỉ mở bán tại Trung Quốc, Four Evos mang thiết kế vô cùng giống dòng tên đã lộ diện trước đó với tên gọi Mondeo SUV hay Mondeo Evos tại châu Âu. Sự tương đồng giữa Four Evos và chiếc SUV Mondeo trước đây có thể quan sát rõ ràng từ thiết kế trần và hông xe gần như giống 100%, tương tự là mâm và tay nắm cửa. Kế hoạch của Ford có lẽ sẽ là toàn cầu hóa Evos nếu nhận thấy yêu cầu đặt ra của khách hàng tại các khu vực phương Tây. Tên gọi của Evos tái sử dụng dòng tên đã được hãng ra mắt dưới dạng concept tại triển lãm Frankfurt hồi năm 2011 để nhá hàng ngôn ngữ thiết kế mới nhưng sau đó biến mất khỏi dòng thời gian. Ford Evos nằm ở phân khúc SUV Line Coupe với thiết kế đầu xe khá giống đàn anh Equator 7 chỗ cỡ lớn. Nội thất xe trang bị màn hình khổng lồ với kích thước lên tới 43 inch, tạo thành từ màn cảm ứng trung tâm 27 inch hỗ trợ độ phân giải 4K và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí Ford Sense 2.0, ứng dụng giao diện mới cùng công nghệ trí thông minh nhân tạo do Baidu phát triển. Thông tin xoay quanh hệ thống chuyển động trên Ford Evos vẫn là một bí ẩn, hãng hứa hẹn sẽ công bố chi tiết mảng này khi họ bắt đầu đưa xe vào lắp ráp tại Trung Quốc vào giữa năm nay.